Câu số 2 tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: bước 1, bước 2, bước 3. B, sau bước 3 thì có lớp chất rắn màu trắng nổi lên, thì đến đây là đúng nhưng là glycerol thì sai. Đúng không? Vai trò dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của axit béo là hỗn hợp, sai là muối natri, muối sodium. Đúng chưa? Phải là muối sodium chứ không còn gọi là natri nữa rồi. Ở bước 2 nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng không xảy ra, đúng. D, ở bước 1 nếu thay mỡ lợn bằng dầu dừa thì hiện tượng thí nghiệm ở bước 3 vẫn xảy ra tương tự, đúng. Mỡ lợn là dầu dừa đều là chất béo mà, hiện tượng tương tự nó đều sinh ra xà phòng. Trong công nghiệp, phản ứng thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol, chính xác. Vậy đây mình sẽ có 1, 2, 3 phát biểu đúng. Vậy đáp án chính xác của chúng ta nó phải là đáp án D nhá.